Hello, xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Qua một rổ video mình đã làm thì các bạn viewer vẫn quyết định đó là video về cái game con hươu này mình làm vẫn chưa đủ. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng mà cái việc làm video về con dê quá nhiều đã khiến tôi có cái biệt danh như này. Chiến thần ơi, cái gì đây? Mày thấy còn ai không đoán ra không? Chi tiết đúng không? Kia là tai, còn kia là răng. Đúng vậy, mọi thứ nó lại đang tệ hơn so với tôi nghĩ. Ngoài việc bị bảo là hám tiền vì mở shop ARK, thì cái kênh về gaming của tôi dần trở thành một cái thế giới động vật. Khi mọi thứ liên quan đến động vật nó đều cao view, cao tương tác hơn với những cái không phải là. Nói chung là tôi cũng không thể phàn nàn quá nhiều, tại vì có một cái gì đó để kéo tương tác thì đấy cũng là một cái may mắn cho kênh của tôi rồi. Thế cho nên là ngày hôm nay tôi vẫn sẽ tiếp tục làm về con hươu, dù bạn có thích hay là không. Dạo này, cứ mỗi lần vào game, tôi lại có thêm một bạn gái. Nhiều bạn muốn biết làm sao để có thể như vậy đúng không? Đây, tôi hướng dẫn cho bạn nhá. Thì cái cách này các bạn áp dụng trong game cũng được, mà các bạn áp dụng ngoài đời cũng được. Các bạn nhìn cho kỹ này, tôi chỉ là một lần thôi. À không, từ từ, đây. Một lần thôi đấy. Đấy, đây chính là cái cách mà tôi định nói với các bạn. Chỉ cần làm đúng y hệt như vậy thôi là bạn đã có bạn gái rồi. Như các bạn cũng thấy, bạn gái tôi rất là hạnh phúc. Hạnh phúc không em? Em quá. Mission failed. We'll get him next time. Mission failed. We'll get him next time. Thì tất nhiên rồi, ngay sau khi các bạn có bạn gái thì các bạn phải dẫn người ta đi ăn đi chơi, giống như cách tôi đang làm đây. Tôi nghe bảo là con gái thích được cõng, tại vì như thế thì sẽ chứng tỏ đấy là một chàng trai ga lăng. Mọi chỉ mỗi cõng thôi mà cũng ga lăng. Tôi chỉ bê bằng đúng một tay thôi. Như tôi người ta gọi là siêu ga lăng mẹ luôn. Bạn hãy dẫn bạn gái của mình đến biển, tại vì con gái nào cũng thích đi biển mà đúng không? Nhớ bảo vệ mọi thứ khỏi cô ấy. Như mọi câu chuyện tình cảm ở trên thế giới này, cũng bắt đầu hẹn hò với nhau được tầm 15 phút rồi. Tôi bắt đầu chán rồi. Thì ở trong cái giai đoạn này, các bạn cần một cái bước đệm như sau. Các bạn phải tìm một đối tượng mới. Thì trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, các bạn cần một cái bước đệm như sau. Rồi, bây giờ các bạn làm lại mọi thứ từ bước đầu thôi. Mọi thứ nó chỉ đơn giản như vậy thôi mọi người ạ. Nãy giờ mình đùa thôi anh em, đừng có tin là thật. Còn bạn nào tin thật thì thôi. Sao bạn gái cũ tôi cứ bám theo tôi nhở? Đã bảo là đừng có thế rồi. Thật lòng ra mà để mà nói thì trong cái tựa game này tôi cũng chả biết phải làm cái gì nữa. Tại vì những cái thứ hay ho tôi cũng làm hết rồi. Nhưng mà hình như là tôi nghe đồn ở trong cái trò chơi này tôi có thể tự biến mình thành một cái bánh mì. Và có muôn vàn những cái mini game, những cái trò chơi ngoài lề. Thực ra là nó muôn vàn thì nó cũng éo đúng. Tại vì nó cũng chỉ có tầm khoảng 2 đến 3 cái trò mini game ở trong này nữa thôi. Nhưng mà đấy, việc gì làm trước thì sẽ làm trước. Đầu tiên là tôi sẽ thử biến con dê, biến cái con hươu của tôi thành một cái bánh mì. Tại vì là trò chơi cho phép tôi làm như vậy. Bước đầu tiên chúng ta cần phải làm là đứng ở trong này này. Ok. Tay thằng điếu nào kia. What? Thành bánh mì thật rồi này. Cái duy nhất tôi khó hiểu đây là tại sao thời gian nó lại nhanh như vậy. Mà trong thời gian tôi record video, thỉnh thoảng anh em sẽ nghe thấy những cái tiếng nó lọt vào. Tôi chỉ muốn thanh minh là bọn trẻ con nhà tôi nó đang được nghỉ chơi Covid và chúng nó đang chơi đùa như giặc ở dưới phố nhà tôi thôi. Tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi. Thì đây, như các bạn có thể thấy rồi, khi tôi thành bánh mì, cái độ bad boy của tôi nó vẫn chưa hề dừng lại một tí nào. Nếu mà bạn chưa giờ thấy một cái bánh mì đi bắt nạt người khác, hay là một cái bánh mì cầm súng đi bắn lung tung thì chào mừng các bạn đã đến với game giả lập làm hươu. Và nhớ một điều là các bạn đang xem nó ở trên kênh Duy Lê nhá. Nhớ cho tôi một đăng ký thôi. Một đăng ký thôi là tôi biết ơn nhiều lắm luôn thề. Một thằng ngu và một thiên tài. Giới hạn nó rất là mong manh. Tôi cũng không biết phải đánh giá cái người làm cái game này ra sao. Khi đang làm giả lập với con hươu, chuyển mẹ qua thành bánh mì. Mọi thứ nó không có một cái gì nó liên kết với nhau cả. Một chiếc bánh mì đi trên phố và bắn liên tục vào cái xe ô tô của các bạn, nó cũng hoàn toàn là như vậy thôi. Nó cũng không có gì liên quan đến nhau cả. Tôi đang check qua một tí. Tôi check là cái bánh mì này nó cũng chơi được bóng rổ. Chờ một tí nhá. Cái bánh mì này chơi bóng rổ tệ vai. Nếu như mà ai hỏi tôi bánh mì nó có trở thành khủng bố được không, thì đây các bạn nhìn thì biết. Khủng bố.
mạnh luôn. Mà tại sao nó cứ bắn về một phía xong rồi bọn gấu nó cứ chết nhỉ? Giả lập làm bánh mì cứ bắn bắn. Tôi cũng chỉ có một cái thắc mắc duy nhất, đó là cái bánh mì này nó có thể du hành vào thời gian không? Tại vì như các bạn biết, ở cái thế giới tương lai của cái game Con Heo này, à hình như là các bạn cũng chưa biết, là trong cái thế giới tương lai nó không có cái máy làm thành bánh mì. À đây, biến thành Con Heo rồi. Vậy là ở trong tương lai chúng ta cũng không làm được bánh mì mọi người ạ. Bù lại thì ở trong cái tương lai này chúng ta có một cái trò chơi khác, những cái trò mini game khác. Đây, ở chỗ cái Rubik, ở cái chỗ cái Rubik này là có một trò mini game này, Animal Puzzle, xếp hình động vật à? À, đây là game trí não, game này game trí não thực sự. Chọn level chơi à? Mình nói thật là mình chơi game cũng được một thời gian khá lâu rồi. Những cái trò trí não thì chúng ta nên chọn cái mức độ khó mọi người nhá. Thằng chó, mày lừa bố mày. Ok, đây là một con heo này. Ô. What? Vậy là giờ chúng ta phải kiểu lắp ghép lại làm sao mà cho đúng nữa à? Đây còn gì nữa? Nó còn có thể là cái gì nữa nhỉ? Đây còn gì? À, tôi biết rồi. Nhìn mấy con bò kìa. Ở cái phía góc này của thành phố chúng ta còn một cái trò mini game nữa. Ở đây các bạn có thể thấy những cái máy chơi điện tử này. À, ở đây, đây không phải là mini game, đây là các bạn chọn độ khó của game. Tức là các bạn nhìn thấy ở trên bảng cái kia là có tên của những cái cảnh sát. À, mình lại cứ tưởng là mini game. Tức là các bạn được chọn có bao nhiêu cảnh sát cừu này, bao nhiêu cảnh sát gấu này, bao nhiêu cảnh sát chuột, chủng, tất cả mọi thứ. Đây, chọn số lượng đây. Ờ, thế thì mấy cái máy này ở thế giới hiện tại thì sao? Không phải là tương lai thì sao nhỉ? Anh em chờ tôi về lại hiện tại tôi kiểm chứng phát. À, lại cái hình cảnh sát kia rồi. Thì có khi là ở đây cũng là như vậy. Đây, để tôi dẫn anh em đi thử nốt cái mini game này. Ở đây cái con bò. Mấy cái mini game của mấy con bò này hình như là cũng dễ thôi. À, lại game trí não à? Thì có khi là tôi thắng rồi đấy. Thằng nào được nhiều bò hơn thì thằng đấy thắng à? Mà tại sao nó cứ nhiều hơn mình này? Má, thôi được rồi, để bình tĩnh lại. Kiểu gì tôi cũng thắng thôi mấy cái con boss này. Kiểu gì tôi cũng thắng mà. 2 hours later. Sao có thể như thế được? Sao có thể như thế được? Anh em để tôi try hard lại lần nữa. Chắc chắn là tôi không thể nào thua mấy con bò này được. Mấy con bò tôi còn thua. À, tôi biết mấy con bò nó thắng tôi. Mà game trí não mấy con bò nó thắng tôi. Các bạn ạ, game không có lợi cho sức khỏe đâu. Các bạn đừng chơi game nhiều nhá. Các bạn hãy ra ngoài kia tìm một cái trò gì trò bổ ích cho sức khỏe mà chơi. Đừng chơi game nhiều, không tốt sức khỏe. Game nhiều là bạo lực lắm, không nên, không tốt nhá. Đừng chơi game nhiều nhá. Tôi xử lý xong một chút hận thù, tôi sẽ ra ngoài chơi tí thể thao đây, người yếu quá. Sau đây thì sẽ là phần hỏi và trả lời ở cuối mỗi video. Mà video nào mình có cái phần này mà. Thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ nhanh cái này thôi. Là dạo này các video của mình bỗng nhiên mọc ra khá là nhiều dislike. Thực ra là nhìn những cái con số này mình cũng khá là buồn. Nhưng mà mình thấy khổ thân các bạn kia nhiều hơn. Tại vì rõ ràng các bạn kia là những cái con người khá là không có việc gì để làm. Nó hơi bị nhàn rỗi. Thì mình chỉ muốn nói nhanh như này này. Ai cũng có việc riêng. Mình thấy tội cho các bạn thực sự. Tại vì các bạn đâu biết rằng những cái dislike các bạn nó cũng tăng tương tác cho video của mình. Hoàn toàn là không xấu gì cho kênh mình cả. Nói thật, năm mới thì mình cũng chúc các bạn sức khỏe thôi. Nhớ là làm những cái việc gì có ích cho bản thân nhá. Đừng làm những cái chuyện như này. Tội nghiệp các bạn ra, mình thấy thương các bạn thật mà. Đây sẽ là comment đầu tiên mình cho lên TV. Tại vì mình hứa với bạn ấy mấy tuần rồi. Mình phải tìm bạn ấy bằng được để mình cho lên TV đấy. Mấy lần trước mình cũng hứa rồi, cứ quên, hứa cứ quên. Thế làm bạn ấy khóc ra đấy thôi. Mình chỉ muốn nói là fan chân chính rồi có ngày cũng sẽ được lên TV thôi. Cảm ơn Beer Vlog Gaming nhá. Bình luận của Như Nguyễn: sao anh không chơi ARK với GNDTT? Mong anh cho em lên TV. Ở hiện tại thì máy mình nó cũng đang hơi yếu để chơi cái trò đấy, nó thật. Chứ không phải là mình không muốn chơi đâu. Mà chơi với cả GNDTT thì mình cũng chưa bao giờ đặt vấn đề với cô ý. Để mình thử hỏi xem mình có được góp mặt một tí ở trong video của GNDTT không nhá. Mà không được thì chắc là khả năng là nó từ chối mình đấy các bạn ạ. Nhưng mà tất nhiên góp mặt thì nó cũng phải có những cái sự tính toán làm sao cho phù hợp. Nếu mà mình tham gia để nhưng mà không đạt được cái kết quả tốt nhất thì mình cũng không muốn tham gia làm gì cả. Mà tự nhiên lại có mặt mình, cái nội dung của em ý lại bị ảnh hưởng thì tốt nhất là mình không nên tham gia. Bình luận của Khoa Nguyễn:
Anh ơi làm về Roblox đi. Có một cái sự thật như này là khả năng là mình sẽ không làm Roblox đâu. Tại vì game đấy mình chơi rồi, nó hoàn toàn không phù hợp với mình một chút nào cả. Cho nên là nếu mà tương lai, nếu mà mình có chơi thì nó cũng là một tương lai xa đấy. Kìa, làm nhiều dê lắm rồi. Mà nếu mà em thích thì anh vẫn làm thêm được, không sao hết. Comment của Minh Thành Trần: clip anh hay quá, mãi ủng hộ anh. Cảm ơn em nhá, hôm nào giao lưu FIFA Online 4 phát. Anh thấy avatar của chú rồi. Video đến đây là hết rồi, nếu các bạn muốn lên TV nhớ để lại một bình luận nào đó hay ho một chút nhá. Nếu như các bạn thấy thích video, nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye bye. Thank you.